Xin chào cô chú anh chị của bạn đã quay trở lại với blog vietnam.com và hôm nay Thắng sẽ quay trở lại cùng với cô chú anh chị của bạn trong cái podcast tiếp theo về Pi Network, và chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện giữa Pi và cái khối thịnh vượng BICS, khối BRICS. Thế thì nó có những cái mối quan hệ gì và chúng ta sẽ có thể kỳ vọng gì vào BRICS trong tháng 8 hay không, thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết như thường lệ, những chia sẻ của Thắng chỉ là góc nhìn cá nhân, tổng hợp thông tin và đưa ra cái góc nhìn quan điểm của mình chứ không phải là một lời khuyên đầu tư. Và nếu như cô chú anh chị của bạn yêu thích cái video của Thắng thì hãy nút like, share, và nếu đây là đầu tiên biết tới kênh của Thắng thì hãy dành thêm thời gian để xem những cái tập khác của podcast về Pi cũng như là về những cái lĩnh vực khác về đầu tư trên kênh YouTube Sếp Môn News Today. Và nếu như chúng ta muốn hiểu hơn về cái cách Thắng muốn truyền tải thông tin thì hãy xem thật chi tiết, đừng bỏ lỡ, đừng tua. Bởi vì như vậy bạn sẽ không hiểu được những điều Thắng muốn chia sẻ và gây ra cái nhìn lệch lạc về cái điều Thắng muốn chia sẻ, và đó là cái điều Thắng không muốn nó xảy ra. Và hãy ấn nút subscribe để ủng hộ Thắng trong quá trình làm YouTube và chia sẻ cái video này với nhiều người hơn nữa trong gia đình bạn cũng như là những người cần quan tâm đến đầu tư và thậm chí đến quan tâm đến Pi Network, Sipmoon, Bitgird và những cái đầu tư khác. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ngay nội dung chi tiết Pi và BRICS. Thì tôi là sẽ nói luôn về cái khối BRICS, thì có một cái thông tin rõ ràng là đáng cần phải chia sẻ ngay cho cô chú anh chị các bạn, đó chính là cái việc vào tháng 8 sẽ có một cái hội nghị thượng đỉnh khối BRICS ở Nam Phi. Và theo như Thắng tìm hiểu một số những cái thông tin ý, thì mặc dù cái chiến sự giữa Nga và Ukraine có xảy ra và các cái tòa án quốc tế người ta kết tội là sẽ bắt giữ tổng thống Putin vì cái tội ác chiến tranh, thì Thắng không có phán xét cái chuyện nó là tội ác hay nó là cái việc bảo vệ cá nhân. Nó chỉ đơn giản là cái việc là cái khối châu Âu, cái khối EU và cái khối NATO họ đang không thích Putin, họ sẽ tìm mọi cách để họ thực hiện cái điều đó thôi. Thế nhưng mà cái thông tin Thắng nhận được từ cái khối BRICS đó là Putin vẫn tham dự cái hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8. Nhưng tuy nhiên có một cái thông tin không vui lắm mà có thể cô chú anh chị và bạn nên biết. Thắng cập nhật cái tin này cách đây 2 hôm nhưng mà Thắng hiện nay mới làm xong tổng hợp xong những cái thông tin để chia sẻ với mọi người. Và cái thông tin đó chính là khối này vào cái tháng 8 họ sẽ không đề cập bất cứ một cái thông tin nào liên quan đến việc tạo ra một cái đồng tiền chung. Cái nguồn này Thắng cập nhật trên VTC và Thắng có tìm hiểu lại thêm, nó dẫn nguồn từ trang Reuters và họ xác định là không có thảo luận về về Pi và cũng chẳng có thảo luận gì về về tiền chung cả, và tất cả các cái quốc gia sẽ vẫn sử dụng đồng đô la Mỹ làm cái khối giao dịch thôi. Và tại sao lại như vậy thì Thắng sẽ đưa ra cho cô chú anh chị của bạn một số những thông tin cập nhật. Thứ nhất là về cái dự trữ ngoại hối của BRICS, thì BRICS bao gồm các quốc gia là Brazil chữ B, Russia Nga chữ R, chúng ta có I là India Ấn Độ, C là China Trung Quốc, S là South Africa, tức là Nam Phi. Thì chúng ta sẽ đi vào cái dự trữ ngoại hối như sau. Thì đây là cái thống kê chính thức từ trang chính phủ của Việt Nam. Đó là Brazil có cái dự trữ ngoại hối là 341 tỷ đô la Mỹ, Nga có 594 tỷ đô la Mỹ, Ấn Độ có 609 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc có một số cực kỳ lớn đó là 3,37 nghìn tỷ đô la Mỹ, và Nam Phi có 46,8 tỷ, thấp hơn ở Việt Nam khoảng xấp xỉ 98 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là trong cái nội tại của tất cả các cái quốc gia thì mình thấy rằng là Trung Quốc là một cái quốc gia nắm giữ nhiều đô la Mỹ nhất. Ngoài ra các cái quốc gia khác cũng có con số cực kỳ ấn tượng, đó là đâu đó là trên một nửa nghìn tỷ đô la Mỹ là với Nga này. Brazil mặc dù là một cái quốc gia Latin với chịu ảnh hưởng cái sự lạm phát rất mạnh mà nó cũng có 341 tỷ đô la Mỹ. Còn Nam Phi là cái quốc gia ít lệ thuộc nhất, nó ít đô la Mỹ ngoại hối nhất và nó ít giao thương với Mỹ nhất, thì mình cho thấy rằng là cái khối này nó vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào đồng đô la Mỹ. Hiện tại là nó đang cố gắng làm sao có thể hạn chế sử dụng đô la Mỹ nhất có thể thôi, chứ còn bảo bây giờ mà thay đổi ngay được rất là khó. Và cái việc chọn ra một cái đồng tiền chung thì nó cũng thực sự rất là khó luôn. Cho nên là cái tháng 8 này người ta sẽ không có đề cập gì với cái điều này. Người ta lưu ý về cái thông tin rất là quan trọng về cái dự trữ ngoại hối. Và cái điểm thứ hai Thắng vẫn muốn nhấn mạnh đó là cái lợi ích dân tộc trong tất cả các quốc gia. Việt Nam chúng ta tự hào khi chúng ta có cái đồng tiền y hình Bác Hồ, Trung Quốc có cái đồng tiền y hình Mao Trạch Đông, đúng không ạ? Hay tổng Mỹ thì có cái hình in tiền là Phó Tổng thống Mỹ Benjamin trong đồng 100 đô la Mỹ, thì rõ ràng là gì ạ?
cái tính lợi ích dân tộc nó đặt trên hết, và cái tinh thần dân tộc là cái điều quan trọng. Mỹ rõ ràng họ đã có cái sự thâu tóm về mặt kinh tế toàn cầu từ rất lâu, và nó đã tồn tại hơn 100 năm rồi, và cái điều đó rất khó thay đổi trong một sớm một chiều. Việt Nam hay bất cứ một cái quốc gia nào trên thế giới cũng không muốn bị lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ đâu. Thế nhưng mà tại vì người ta là anh cả nên chúng ta phải chấp nhận theo cái cuộc chơi đó thôi. Cho nên là đầu tiên khi mà tạo ra một cái đồng tiền chung, rõ ràng cái lợi ích dân tộc của từng quốc gia nó sẽ đặt lên trên đầu tiên. Thực sự đây là một cái điều rất là rõ ràng. Thì trong cái khối BRICS thì rất nhiều quốc gia họ ủng hộ, Nga ủng hộ, Trung Quốc ủng hộ, Brazil ủng hộ. Tuy nhiên là Ấn Độ thì lại nói không. Vậy cho nên là rất chỉ là khó để có thể đưa ra được một cái thống nhất chung. Về cái khả năng xảy ra thì rõ ràng là Thắng vẫn có một cái sự cảm nhận, đó là mỗi quốc gia vẫn sử dụng đồng tiền chung của họ và họ tự phát triển hoặc dựa trên nền tảng họ có thể cho là có lợi nhất. Ví dụ như là có thể Ấn Độ họ phát triển CBDC của họ trên chuỗi khối của Ethereum, Ấn Độ, Brazil sẽ tạo ra một cái CBDC trên chuỗi của Ripple, hay là Nga sẽ tạo ra một cái chuỗi trên mạng Stellar, hoặc đơn giản là chúng ta có Nam Phi tạo trên chuỗi của PNW, thì đó là việc của họ. Thế nhưng về cơ bản thì khi một cái blockchain nó cùng một cái ngôn ngữ thì nó có thể kết nối rất là dễ dàng. Nhưng nếu mà một cái blockchain dùng khác ngôn ngữ và khác các cái chuỗi thì rõ ràng rất là khó có thể kết nối lại với nhau. Cho nên nó cần thêm một cái đồng tiền chung, hay người ta gọi một cái blockchain chung, để kết nối giữa các cái blockchain đó lại với nhau. Thì cái thời điểm nó cần kết nối các blockchain từ các quốc gia, ít nhất là 200 quốc gia thì 200 blockchain chẳng hạn, thì rõ ràng là cái việc cần một cái blockchain có cái tốc độ xử lý giao dịch cao, tính mở rộng cao, chi phí rẻ, thì đó là cái điều mà rõ ràng mong muốn. Và hướng tới cái thế hệ tiếp theo của Internet of Things, đó là Web 3, hay là người ta gọi là Decentralized Internet ấy, thì rõ ràng là người ta sẽ cần phải có một cái sự minh bạch rõ ràng trong cái quá trình chuyển. Thì giống như cái việc chúng ta chuyển tiền trong cái chuỗi Stellar thì nó sẽ ghi lại trên sổ cái của Stellar. Thế nhưng mà đối với cái việc nếu mình sử dụng Pi chẳng hạn thì nó sẽ lưu trữ trên cái sổ cái của Pi, nhưng mà trên cái sổ cái của Pi nó còn lưu trữ thêm cả cái chữ ký số. Đó là cái điều mà rất khó có thể lẩn tránh được những cái tội phạm. Thì nếu như chúng ta thấy rằng là gì, những cái tội phạm họ tài trợ khủng bố hay là rửa tiền trên Bitcoin thì rất khó có thể truy xuất, tất nhiên bằng cách là nó họ vẫn tìm được, thế nhưng là nó rất khó khăn và mất thời gian. Nhưng với Pi, bằng cái công nghệ tracking bằng KYC và với cái chữ ký số thì rõ ràng nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì đó là cái điều mà tất cả các quốc gia sẽ phải bắt kịp cái dòng chảy của CBDC, bắt kịp những cái dự kiến của IMF, của MiCA, của Bộ luật châu Âu, cũng như là dự luật Hoa Kỳ về CBDC, crypto, hàng hóa cũng như là chứng khoán. Thì đó là cái điều mà Thắng thấy rằng nó là cái gì đó người ta gọi là không thể ngăn cản, inevitable, nó là cái điều không thể ngăn cản. Thì đấy là cái chúng ta muốn nói về bridge, cái điều mà Thắng cảm nhận và Thắng chia sẻ với mọi người như vậy. Thì nếu như cô chú anh chị bạn có những cái gì mà góp ý thêm về cái khối bridge này thì có thể chia sẻ thêm. Tất nhiên là Thắng khi tham khảo trên internet thì cũng có rất nhiều người ta nói những cái thông tin tích cực về bridge, những thông tin họ nói không tích cực về bridge. Tóm lại là mỗi người chúng ta có một quan điểm khác nhau. Tiếp theo Thắng muốn nói về Argentina. Thì Argentina thì gần đây có một số anh em chia sẻ trên các cái hội nhóm Pi, đó chính là cái việc là người ta muốn thành lập các cái máy ATM ở trên Argentina, mà máy ATM này không rõ là bằng crypto hay bằng Pi, nhưng mà thấy rất nhiều anh em chia sẻ bằng Pi. Thì Thắng thấy rằng cái thông tin này nó chưa có cái tính xác thực. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái nội tình của Argentina để chúng ta sẽ xem là cái khả thi của cái việc này nó như thế nào nhé. Thì đầu tiên là về Argentina, thì đây là một cái quốc gia Nam Mỹ và nó có một cái nền bóng đá rất là mạnh. Và chính cái việc bóng đá nó mạnh đó nó làm cho những cái người dân tạm quên đi những cái nỗi lo hàng ngày, đó chính là cái việc kinh tế chính trị bất ổn. Thì đối với kinh tế chính trị của Argentina thì cái lạm phát của nó đến tận thời điểm tại là khoảng hơn 108%, và con số này nó có thể tăng lên 126% trong năm nay. Thì với cái tình hình kinh tế chính trị như này thì rõ ràng là người ta mất giá nhiều quá, thì người dân người ta thực sự lo sợ. Cho nên người dân từ năm 2018 khi mà người ta nhận ra những cái bất ổn chính trị thì rất nhiều người, cứ trung bình người ta tính là 5 người Argentina thì một người họ biết tới tiền điện tử, và những cái người đó biết tiền điện tử thì người ta sẽ mua cái đồng tiền đó để người ta tránh cái trường hợp lạm phát. Thì vì cái mối quan hệ giữa IMF nó khá là phức tạp, và bây giờ Argentina nó rơi vào cái tình huống người ta gọi là vỡ nợ, gần như là vỡ nợ. Cho nên là ngày 22 tháng 6 năm 2023,
Chính phủ Argentina đã gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden bức thư với nội dung đề nghị Washington hỗ trợ nước này trong quá trình đàm phán với IMF về cái khoản nợ 44 tỷ với tổ chức ưu đãi quốc tế. Và cái bức thư này nó có cái chữ ký của cả Brazil, Mexico và các cái nước khác ở vực Nam Mỹ nữa. Thế cho nên là có thể là đấy là cái cách mà Argentina cầu cứu Mỹ giúp đỡ trong cái việc tái cấu trúc lại cái nền kinh tế. Thế nhưng tóm lại về cơ bản là gì? Là Argentina thì hiện tại là cái nền kinh tế họ không có tốt, chính trị bất ổn, lạm phát, cho nên là họ rất cần có một cái sự cải tổ. Và cái sự cải tổ này có thể phải thay đổi cả một cái nền kinh tế, thay đổi rất nhiều thứ. Cho nên là cái giải pháp ấy, Thắng cũng có nói đó là thứ nhất là về cái sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại với Trung Quốc. Thì cái thông tin này Thắng có cập nhật từ cái video hoặc cái podcast trước rồi, đó là việc rất có khả năng Argentina họ sẽ chơi với Trung Quốc, bởi vì là họ đang bị rơi vào cái tình huống không thể xử lý với IMF được nữa rồi. Cho nên là với Trung Quốc là cái cách duy nhất, và Argentina cũng có cái ý định muốn xin vào khối BRICS. Thì người dân biết nhiều về crypto, thì những người nào họ thông minh hơn thì họ đã bỏ tiền ra họ mua crypto từ năm 2018, thì rõ ràng là thể hiện tại họ đã tránh được cái việc lạm phát. Bây giờ họ có thể đưa tiền từ crypto trở về tiền thực tế của Argentina để sử dụng, thì họ đã có cái sự tránh được cái lạm phát rất là tốt. Và nó đã diễn ra đâu đó trong vòng 5 năm, thì nó là một cái thời gian rất là dài. Tại lưu ý, nhưng hầu hết là dân chúng thì không phải ai cũng biết crypto, cho nên là hầu hết là dân nó bị chịu khổ với cái chuyện lạm phát thôi. Trên 100% đó là một con số rất chi là to lớn. Rồi, một cái giải pháp nữa là tái cấu trúc toàn bộ máy tiền tệ vân vân, thì cái đó là cái câu chuyện sau này. Thế thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin đang chia sẻ như thế này, thì rất có thể là trong tương lai là crypto sẽ là một trong những cái sự lựa chọn thay thế cho tiền tệ của Argentina, có thể tương đương như là El Salvador đã từng làm đối với Bitcoin. Thế nhưng mà Thắng không nghĩ rằng là Argentina sẽ dùng Bitcoin đâu, bởi vì cái giá trị của Bitcoin nó không có ổn định, nó sẽ sử dụng stablecoin hoặc đại loại là một hệ thống blockchain nào đó nó có cái đồng tiền ổn định hơn. Thì đấy là cái mà có thể là nó sẽ xảy ra. Và cái việc lựa chọn Stellar, Ripple, Pi hay vân vân gì đó, thì cái đó là cái câu chuyện của họ, chứ mình không thể nào mình biết được. Nhưng chắc chắn là crypto sẽ là cái giải pháp giúp cho Argentina đi nhanh nhất có thể, thay vì tái cấu trúc từ từ, nâng cấp từ tiền giấy lên tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số. Thì rõ ràng là thời điểm hiện tại là thời điểm tốt nhất để cải tổ và nhảy luôn cái bước tiến mới sang tiền pháp định trên mạng không gian mạng, thì người ta gọi là CBDC đó. Ok, thì đó là về Argentina. Tiếp theo là chúng ta nói rất là nhanh qua về cái Nga và Ukraine. Thì thực ra là nó khá là nhạy cảm, nên là Thắng cũng không muốn chia sẻ nhiều về cái thông tin này lắm. Đó là cái câu chuyện giữa NATO và Nga thôi. Và đây là những cái thông tin Thắng tổng hợp và Thắng chia sẻ theo cái quan điểm Thắng tìm hiểu về cá nhân, chúng ta có thể đọc. Còn về cái vấn đề hậu quả của nó thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đó chính là cái việc người dân hai nước đều khổ, Nga rút khỏi chiến lược ngũ cốc biển đen và gây ra cái vấn đề là khủng hoảng lương thực ở EU. Đấy cũng là cái cách, một trong những cái hành động trả đũa cho cái việc là cầu Crimea bị đánh phá và gây ra hai công dân của Nga thiệt mạng. Nga cũng hạn chế xuất khẩu dầu sang EU và nó cũng gây ra khủng hoảng năng lượng. Thì đó là cái điều mà không ai mong muốn. Châu Âu là cái người chịu khổ nhất. Còn Mỹ thực ra ở bên tít xa xôi kia thì nó cũng chỉ mất cái tiền viện trợ thôi, chứ thực tế nó không không quá ảnh hưởng nhiều lắm. Thì đấy là cái là thấy rằng hậu quả của cái việc chiến tranh xảy ra là không ai mong muốn, đúng không? Thế thì với cái hậu quả này thì kể cả Nga hay là khối BRICS cũng không muốn sử dụng USD làm thanh toán đâu. Họ muốn tạo ra một đồng tiền chung càng sớm càng tốt thôi. Thực sự là như vậy. Thì cái đồng rúp của Nga ở thời điểm hiện tại đã bị cấm vận và hạn chế bởi cái SWIFT, một trong những cái chuyển tiền liên ngân hàng. Nên là dù Nga không ưa crypto ngay từ thời điểm ban đầu, nhưng Nga vẫn sẽ sử dụng crypto thay thế, bởi vì là hệ thống ngân hàng SWIFT nó đã chặn ngân hàng của Nga là một. Cái thứ hai là SWIFT, cái chi phí nó thực sự cũng rất là đắt đỏ, và Nga cũng chắc chắn sẽ khởi tạo cái CBDC của họ sớm thôi, bởi vì là Trung Quốc đã làm với cái đồng nhân dân tệ của họ rồi. Và trong cái thống kê của Quỹ tiền tệ IMF thì 19 trên 20 quốc gia cũng đã nghiên cứu về CBDC trong khối G20, và cũng như là Mỹ,
Quỹ tiền tệ IMF cũng công nhận crypto là tài sản, và tương lai crypto sẽ trở thành một trong những cái hàng hóa để trao đổi cũng như là chứng khoán, và CBDC đó chính là một cái phân biệt giữa hàng hóa và chứng khoán ấy, để trở thành tiền tệ trên các quốc gia để sau này với những cái tài sản đó. Đấy là những cái mà mình muốn cập nhật nhanh về nhanh nhanh nhất có thể về cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine nó gây ảnh hưởng như thế nào. Còn chúng ta sẽ quay trở lại cái thông tin trọng tâm là đối với P Network thì về mặt quan hệ giữa P Network và Bridge thì không có bất cứ một cái thông tin nào cho rằng nó có một cái mối quan hệ mật thiết. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ thấy là không chỉ đối với P và các cái đồng crypto khác thì nó cũng có cái nhìn cởi mở hơn thôi. Và Trung Quốc là một cái quốc gia mặc dù có cái dự trữ ngoại hối lớn nhất trong cái khối BRICS hơn 3,3 nghìn tỷ đô, nhưng mà người ta cũng có cái nhìn rất là cởi mở về P. Bằng chứng là chúng ta thấy có rất nhiều những cái thông tin tích cực về P, và P có khả năng được đề xuất tham khảo trong trường hợp nào đó khi các nước trong khối BRICS cảm thấy Trung Quốc sử dụng P, thì họ cũng sẽ đặt ra cái câu hỏi tại sao một cái quốc gia giàu tài nguyên như Trung Quốc, lớn như Trung Quốc, dự trữ ngoại hối nhiều như Trung Quốc mà họ vẫn lựa chọn P để sử dụng để thanh toán xuyên qua các cái ngân hàng thương mại để kết nối trực tiếp với các cái ngân hàng trung ương nơi phát triển ra CBDC, ENYC. Thì rõ ràng khi người ta nhìn thấy như vậy thì những cái quốc gia nào họ có điều kiện kinh tế họ có thể tự xây dựng một blockchain của họ bằng cách tham khảo Trung Quốc, cũng như là có thể sử dụng luôn cái blockchain của P để phát triển CBDC đó, thì cái đó là việc của quốc gia đó. Nhưng cái việc mà P trở thành tiền tệ chung theo thang hiểu đó là trở thành cái cầu nối tiền tệ chung thì đúng hơn, chứ còn nếu mà trở thành một cái tiền tệ chung tức là các quốc gia đều sử dụng P blockchain ấy, thì cái tỷ lệ đó rất là khó, bởi vì chúng ta thấy rằng nó đã phân ra rất nhiều các cái CBDC rồi, bây giờ bảo Trung Quốc bỏ CBDC của họ đi để xây dựng lại trên P nó rất là vô lý. Cũng như là chúng ta thấy có Úc cũng đã xây dựng blockchain của họ rồi, rất khó có thể thay đổi đúng không ạ? Đấy là cái điều mà chúng ta mong muốn chia sẻ. Và dù Trung Quốc đã có cái CBDC của riêng mình thì chẳng thấy rằng là cái hành động, những cái thông tin của Trung Quốc đưa ra về P nó không phải là ngẫu nhiên đâu, mà đó là nó có cái chủ đích hết, thằng nghĩ là như vậy. Mà chúng ta thấy rằng những cái thông tin tiêu cực hầu hết đến từ các quốc gia khác, nhưng mà những cái thông tin tích cực về P thường thường đến từ Trung Quốc. Đó là cái điều mà chúng thấy rằng là dù có muốn hay không, chúng ta vẫn phải khẳng định Trung Quốc họ có một cái tầm nhìn rất chi là khác so với những quốc gia khác. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những cách buôn bán của người Hoa ở Việt Nam thôi, chúng ta đã thấy họ có cái sự nhìn xa trông rộng nó như thế nào, chứ chưa cần nói đến cái việc người Hoa ở cả lãnh thổ Trung Quốc đại lục hay là ở Đài Loan, ở Singapore, ở Malaysia thì nó đều có những cái nét tương đồng, và đó là những cái đang thấy rằng là chúng ta đáng để học hỏi. Và với cái việc chúng ta là một người hàng xóm gần cạnh Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi nếu như giả sử Pi được công nhận phổ rộng toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa thì đó là cái điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi thì trên đây là những cái chia sẻ của Thắng về những cái thông tin cập nhật về cái tình hình kinh tế chính trị xã hội ở trên quốc tế, về Bridge, về Pi, cũng như là những cái lý do tại sao chúng ta sẽ có những cái cập nhật như vậy. Chúng ta có cái tầm nhìn rõ ràng hơn về về cái tình hình tài chính thế giới, về nền chính trị kinh tế thế giới để chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định rõ ràng hơn. Cái câu chuyện ở đây nó không phải đơn giản là mua, nắm giữ và đầu tư nữa rồi, mà nó là câu chuyện nhìn vào cái tình hình kinh tế để chúng ta đưa ra quyết định đầu tư nó hợp lý. Và P không phải là đầu tư mất tiền, nó là một dạng thức đầu tư dài hạn miễn phí. Cho nên nếu như chúng ta chưa khai thác P thì hãy bắt đầu khai thác ngay từ ngày hôm nay bằng cách nhập mã mời của bạn, của bè của bạn, hoặc là nhập mã mời của Thắng ở phần mình mô tả. Cũng như nếu như chúng ta quan tâm hơn những cái thông tin về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online thì đừng quên ghé thăm blog với là thắng.com để cập nhật nhiều thông tin nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong những cái podcast tiếp theo. Xin chào.